tới nhìn thấy tóc của chị chưa? Ô đi vợ anh không được nhìn thì anh nhìn ai? Anh nhìn thấy rồi. Tóc dài, đẹp, xinh. Tóc này. Thật vợ em mà thả tóc ra thì... vợ thả, vợ không có, vợ có những tóc này. Nó ngon, đúng không? Thì nó cắn lắm một chút. Nhìn ngon luôn. Em vừa rồi em. Khoai lang khỏi chưa? Ồ, khoai lang chiến đấu tốt. Ở đây. Đúng. Khoai lang ở đâu ạ? Ở đây. Đâu? Khoai lang trồng ở đâu? Buồn ngủ là trồng. Ở kia. Bông đâu anh? Bông đang... ở nhà. Thank you Min. Em cảm ơn chị Giang Tòi. Cảm ơn chị Nguyên Dù. Mọi người bây giờ đừng gọi là chị Giang Thùy nữa, hay gọi là chị Giang Còi. Đi ăn mà đi ở kia. Đi ăn thì cứ hỏi đi đâu. Vợ ơi. Dạ. Vợ giúp chồng mấy con? Bao nhiêu? Nhiều à? 10 nhá. Ok, chồng nhá. Giúp chồng 10 con nhá. Chồng nhá. Hả? Chồng nhá. Chồng đẻ á? Ừ. Vợ gơn là vợ đẻ, chồng có chồng khoai. Chồng không biết à? Một baby là to rồi, có ở đây này vợ mua chút túc là ui rồi ôi đau. Đau quá. Đau quá. Iya. Gue ngapain di sini? Guys, kita lagi di Oyo. Oyonya bareng-bareng. Mas Adi. Nyin Adi. Nyin Adi.